19 năm kể từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, nhưng di sản âm nhạc mà ông để lại cho đời vẫn là một phần đặc trưng khi nói về âm nhạc và văn hóa Việt Nam, bởi ca từ, triết lý trong từng bài hát đã thẩm thấu vào trái tim, trí óc và tâm hồn bao người Việt. Sức sống của nhạc Trịnh luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo âm nhạc và nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật khác, trong đó có hội họa. Họa sĩ Lê Sa Long sinh ở Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nhưng quyên quán ở Quy Nhơn, Bình Định. Thời sinh viên, họa sĩ Lê Sa Long học ở trường sư phạm Quy Nhơn, nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có thời gian gắn bó khi theo học chuyên ngành tâm lý giáo dục trẻ em từ năm 1962 đến năm 1964. Chính vùng đất này đã khơi nguồn cho Trịnh Công Sơn sáng tác những ca khúc nổi tiếng như Biển Nhớ, Diễm Xưa, Nắng Thủy Tinh, Cát Bụi, Chiều Chủ Nhật Buồn, Giá Tràng Ca. Tôi lúc đó rất là nhỏ, tôi cũng hay đi qua lại và tôi cứ thầm nghĩ tại sao có một người nhạc sĩ sáng tác về quê mình rất là hay. Và đồng thời tôi đã có những cái tư tưởng rằng muốn vẽ người nhạc sĩ đó, mặc dù không thấy, nhưng mà ở nhà thì có cái đĩa, có những cái đĩa 45 vòng hoặc là 33, và trên bìa đĩa thì nó có một cái hình của Trịnh Công Sơn, cho nên tôi nhớ. Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, rung cảm với âm nhạc của Trịnh Công Sơn, họa sĩ Lê Sa Long đã âm thầm vẽ những bức tranh về nhạc sĩ trong nhiều năm. Đó có lẽ là cách để Lê Sa Long khám phá, thỏa mãn niềm đam mê, chia sẻ những suy ngẫm của mình về âm nhạc và cốt cách của Trịnh Công Sơn với mọi người. Họa sĩ Lê Sa Long quan niệm rằng nếu sáng tác theo chủ đề nào thì tùy vào cảm hứng, tâm trạng mà người họa sĩ chọn bố cục và sử dụng màu sắc. Còn nếu đã vẽ chân dung thì yếu tố quan trọng đầu tiên là phải vẽ giống, phải khắc họa chân thực thần thái của nhân vật đó. Không cần ghi tên, nhưng người xem vẫn nhận ra nhân vật. Khi vẽ chân dung của Trịnh Công Sơn, tôi thấy có rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như Trịnh Công Sơn là thực ra trước đây là một người dông dỗng cao và khuôn mặt đẹp với cái gọng kính đồi mồi. Nhưng mà sau này thì do hơi ốm và đồng thời gương mặt cũng hốc hác, thay đổi theo thời gian. Cái thứ hai nữa là cái tư liệu về Trịnh thì nó rất là ít. Tất cả những gì có đều đã có trên hình ảnh và nó không có nhiều. Cho nên ở đây cái cách vẽ của tôi khác với mọi người. Tôi không vẽ theo cảm hứng tranh bằng cách là cái như sử dụng cảm hứng của Trịnh. Ở đây tôi đi vẽ bằng cái phương bằng một cái phong cách mới của mình mà phương Tây hay sử dụng dành cho những người nổi tiếng. Đó là vẽ chân dung trực họa và vẽ những cái con người, những người bạn, những nàng thơ, những cuộc sống đời thường. Và những hình ảnh làm sao người ta nhìn vào, người ta không cần ghi tên, vẫn biết nhân vật đó. Ở đây chúng tôi vừa sử dụng bút pháp hiện thực, mà vừa sử dụng bút pháp siêu thực để tạo ra những bức tranh, đem đến cái niềm cảm hứng cho người xem. Không chấp nhận sự giản đơn vô hùng, Lê Sa Long đã chọn những chi tiết đắt giá nhất và đặt để nó ở nơi mà nó có thể dẫn dắt tầm mắt người xem đến được với chiều sâu nội tâm nhân vật, để làm nổi bật hơn, bừng sáng hơn chủ đề của bức tranh. Cái này là cái tranh tiêu đề chung và đây là cái hình, đây là cái hình mà ngay tại nhà thờ của Trịnh Công Sơn sử dụng. Ở đây chủ yếu màu vàng, màu nâu, chất liệu ở đây là chủ liệu pastel. Và ở đây là tôi thấy rất là hay là đôi mắt của Trịnh Công Sơn suy tư. Đó, một cái đôi tay dừng lại và ông ta nhưng muốn nói điều gì. Và chính cái chất liệu này nó tạo ra một cái mỹ cảm cho người xem, khác với một cái hình chụp và đồng thời là nó tạo ra chiều sâu. Bức này là tôi vẽ một cái góc biển tại Quy Nhơn, quê tôi. Và khi mà Trịnh Công Sơn là sáng tác cái bài Biển Nhớ thì Trịnh Công Sơn là cũng là ở đó là được 3 năm, từ 1962 đến 1964. Chất liệu đây chất liệu sơn dầu.
Và ở đây là tôi sử dụng tuốt tác và tạo ra một cái cảnh biển nó hơi buổi chiều, hơi sẩm sẩm tối, và có những giọt, những hạt nước sóng. Đó, Trịnh Công Sơn ngồi và những cánh chim bay đi giống như những người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Bước này là kết của một cái phần của coi như là khoảng 10 bước ở trong cái phần mà Trịnh Công Sơn kể trong qua thế kỷ. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Bước này cũng sử dụng bát tan và trên là giấy bìa. Bước này là một bức sáng tác hoàn toàn. Và ở đây là nó thể hiện Trịnh Công Sơn đang đi dạo tại trên đất nước mình, và xong ngồi xuống là nằm mệt quá đôi chân này, và Trịnh Công Sơn ngồi nghỉ. Và nhiều bạn tôi cũng rất là thích bởi vì thể hiện được thần sắc của Trịnh Công Sơn và thần thái thư thả, nhẹ nhàng. Thứ hai ở trong cái bộ sưu tập của tôi chính là những nàng thơ của Trịnh Công Sơn. Cái này là cái bức tranh tôi vẽ là chân dung của Giao Ánh. Đây, cô nàng 16 tuổi, một cái cô rất là xinh xắn và đôi mắt là húc hồn. Và mọi người nói rằng là như là cô ta có một vẻ đẹp và thiên thần. Một người đã làm cho Trịnh Công Sơn trong suốt đời mình phải vẽ 300 bức thư, đặc biệt là có những bản nhạc Còn Tuổi Nào Cho Em. Cho nên là ở đây là một cái hình ảnh rất đẹp. Và ở đây tôi sử dụng chất liệu than, than cộng với bát tan để tạo ra một cái chiều sâu và tạo ra một cái gọi là tạo ra một cái chiều, một cái quá khứ, và nó có cái độ sâu lắng. Ở đây cái bức thứ hai cũng là một cái bức gọi là bức màu nước vẽ về Trịnh Công Sơn và Giao Ánh. Mặc dù ở đây là hai người riêng, nhưng tôi lại siêu thực và tôi nghĩ rằng có thể hai người đang ở trên đi dạo trên cái vùng Bờ Lao mà nên Trịnh Công Sơn làm giao sinh. Và ở đây chúng ta thấy có những cái bức thư của Trịnh Công Sơn gửi cho Ngô Vũ Giao Ánh, và Trịnh Công Sơn có cái bài Còn Tuổi Nào Cho Em. Chất liệu ở đây là chất liệu màu nước trên giấy, và cổ này cổ lớn. Và khi tôi vẽ này là cũng có rất nhiều người thích, và đặc biệt là đôi mắt của Giao Ánh và đôi mắt của Trịnh Công Sơn. Ở đây chúng ta thấy là sự sắc sảo và sự xinh đẹp của một cô thiếu nữ 16 tuổi, và đồng thời đôi mắt của Trịnh Công Sơn, đôi mắt mơ mộng của một cái chàng trai và đang say đắm ở trong ngực tình yêu. Cái tình đáng quý của họa sĩ Lê Sa Long không chỉ vẽ nhân vật chính mà còn vẽ cả những người bạn tâm giao của Trịnh Công Sơn. Trong đó có ba cây đại thụ trong nền văn học nghệ thuật nước nhà là nhà văn Nguyễn Tuân, nhạc sĩ Văn Cao, nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Là cái đề tài này là tôi thú vị, đó là đề tài là những người hát nhạc Trịnh. Phải nói rằng Việt Nam mình ai cũng có thể hát nhạc Trịnh, từ người chuyên nghiệp tới người không chuyên nghiệp. Những ca sĩ từng rất thành công khi hát nhạc Trịnh, họ thuộc các thế hệ ca sĩ khác nhau, có phong cách trình bày nhạc Trịnh theo cách riêng, nhưng tụ chung lại đều là những tiếng ca cất lên từ sâu thẳm của sự ngưỡng mộ, trân quý nhân cách và tài năng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người họa sĩ vẽ có lúc ngẫu hứng khi lại có chủ định, thế nhưng dù với tâm thức gì cũng không thể thiếu yếu tố cảm xúc. Với Lê Sa Long, anh vẽ bằng những cảm xúc đã được chôn cất qua năm tháng và đã trở thành một tình yêu không dễ gì nhạt phai đối với nhạc Trịnh. Có những cái đêm tôi vẽ rất là khuya, có những cái đêm lúc đó thì tôi thường vẽ thường nghe nhạc Trịnh, và tôi nghe từ xưa, từ lúc 5 năm, 6 tuổi. Thì như vậy là tôi nghe, mà tôi mỗi lần tôi nghe tôi cảm như là mới lại, và tôi thấy tinh thần Trịnh là thấm đẫm. Và cái thông điệp của tôi muốn gửi đến qua những bức tranh đó là hãy yêu nhau đi và hãy sống như Trịnh, sống vì mọi người. Năm nay, với định hướng phát triển nâng cấp phương thức trải nghiệm của người yêu nghệ thuật, kết nối phát triển truyền thông cho những nghệ sĩ tài năng Việt Nam đến gần với cộng đồng, trang mạng xã hội Duyên Dáng Việt Nam đã gặp gỡ họa sĩ Lê Sa Long và kết nối anh với gia đình Trịnh Công Sơn để nhận sự tư vấn và hoàn thiện 32 bức tranh về sự nghiệp sáng tác cũng như những triết lý nhân sinh mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi gắm vào âm nhạc dựa trên những tư liệu chân thật nhất về nhạc sĩ. Trong cái phòng tranh 32 tranh tôi chia ra làm gần như là 3 nhóm. Thứ nhất đó là Trịnh Công Sơn, người hát trong đi xuyên qua thế kỷ. Thứ hai là những nàng thơ, những người tình của Trịnh Công Sơn. Cái thứ ba đó là những người em và những người ca sĩ, những người nghệ sĩ đã thể hiện Trịnh một cách là hay nhất.
triển lãm mỹ thuật Lời Thiên Thu Gọi được xem là một bước tiến về phương thức thưởng lãm nghệ thuật sử dụng công nghệ VR 360 tiên tiến trên thế giới. Công nghệ này chỉ mới có số ít đơn vị ở châu Á dựa vào để giới thiệu các triển lãm hội họa, nhiếp ảnh đương thời. Tại Việt Nam thì việc ứng dụng công nghệ VR 360 vào việc trưng bày và biểu diễn nghệ thuật thì chưa có, cho nên là chúng tôi kết hợp với các họa sĩ để tạo dựng nên một không gian triển lãm và từ đó đưa các tác phẩm của họa sĩ vào không gian đó cho khán giả có thể tự do trong không gian thực tế ảo mà tương tác, thưởng lãm các tác phẩm của họa sĩ và đọc những thông tin, và mọi người có thể tự do di chuyển, cũng có thể nghe nhạc và nghe những cái lời chia sẻ của họa sĩ bên trong không gian thực tế ảo đó. Các bảo tàng hoặc các nơi người ta cũng vẫn hay sử dụng công nghệ này. Nó giúp cho mọi người có thể đi không cần tới bảo tàng, không cần tới cái chỗ nhà đấu giá mà người ta vẫn coi tranh. Tất nhiên, coi tranh thực tiếp bao giờ nó hoàn hảo 100% và cảm xúc hơn. Thì coi tranh trên ảo thì nó khoảng 70-80%, nhưng mà dù sao nó cũng đã giúp cho người ta có một khái niệm và giúp cho người ta một cái định hình để người ta mua, người ta xem hoặc là người ta có một cái cảm giác hoặc là người ta có cảm xúc. Với các phương tiện nghe, nhìn online, có thể trình chiếu hình ảnh ở bất cứ đâu, người yêu thích mỹ thuật có thể thưởng lãm tranh một cách linh hoạt, dễ dàng. Qua triển lãm, chúng ta càng đồng điệu với thông điệp mỗi ngày ta chọn một niềm vui mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn muốn gửi gắm đến mọi người. Chúng tôi nhận thấy là trong những cái tác phẩm của họa sĩ Lê Salon đã truyền đi được những cái cảm xúc tích cực và đồng thời là thể hiện được những thông điệp mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn muốn gửi gắm đến với mọi điệu. Về những cái thông điệp như mỗi ngày ta chọn một niềm vui và những bài hát là Hà Trắng, những bài biển nhớ đều thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Do đó chúng tôi mong muốn là với nền tảng của Duyên Việt Nam có thể kết nối với phương thức công nghệ thực tế ảo 360 có thể đưa những cái tác phẩm này đến với công chúng. Song song đó chúng tôi muốn lâu dài Duyên Việt Nam có thể kết nối được nhiều hơn để có thể giúp cho những nghệ sĩ sáng tác và thể hiện nghệ thuật tìm thấy được những cái mạng lưới cộng đồng người mộ điệu để phát triển văn hóa nghệ thuật Việt Nam đến gần hơn với công chúng. Tôi không dám tự nhận tôi người đầu tiên, nhưng mà tôi nghĩ có thể là tôi là một người họa sĩ Việt Nam đầu tiên mà được tức là được may mắn được cái như là được áp dụng cái công nghệ này đem đến mọi người. Từ trái tim đến trái tim, từ cảm xúc đến cảm xúc, bằng những nét vẽ của kỷ niệm, họa sĩ Lê Salon và cộng sự của trang Duyên Dáng Việt Nam đã tạo cầu nối để những người yêu mến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được hồi nhớ về ông bằng nhạc họa với một hình thức mới mẻ, lôi cuốn.